ยุวชนเกียรติตำแหน่งสหภาพสหพันธ์สหชีพสมาคมองค์การสังคมซีเวิลได้ฝึกการเลือกวิสัยการเงินหนึ่งสืบมนุษย์ประมาณรอบสถาบันบรรจุชุมเลือกประดานหนึ่งคลายการในตีเลียนประเทศตะวันตกเหนือประเทศอังกฤษไปหาประชุมระบอบยุวชนหนึ่งกรรมกรในยุคจิตได้มีการบ่มบัดสิทธิ์ขนมการบัญชีมติการคุ้มเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งสหชีพการเงินตัวบ้านในประเทศไทยหนึ่งการอบรมปุ่มเซอร์มีคุณภาพจีดามแต่ตอนนี้เตรียมบ้านตำแหน่งปฏิกรเลือกล้างหนึ่งลงพิธีจุบจุ้มในประมัน โลกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะคำคำกัมพูชีจุบจุ้มในประมัยลูกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะคำคำกัมพูชีจุบจุ้มในประมัยลูกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะคำคำกัมพูชีจุบจุ้มในประมัยลูกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะคำคำกัมพูชีจุบจุ้มในประมัยลูกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะคำคำกัมพูชีจุบจุ้มในประมัยลูกซอมอร์ราประเทศสหพันธ์สหชีพจำในอาหารหนึ่งเสวะ
thay đi dương chỉ dụng chân xong xa từ ở khang rất phía miên chung luôn đọc bì mệt đại dương tới tiềm tiền dương đại xa tay thì môn ma dương mặt ban thôi căn bị thi dụng chân chân tiền dương thì anh ấy dương từ bài đi đi nè tay xong ao bóp ôn đại chỉ dụng chân chẳng có cho luôn lại ban chứ làm nơi vị say cây trọc con nơi chưa chưa vị say đã sâu tầm lăng dụng chân chẳng chứ làm dù vị chân khác quả riêng nơi sạc cao chia lại quả ở miền càng lợi thuê quả mà rừng một tổ tục đảm bây giờ mới trò trông ca sạc xa rồi bọc quả dù vị chân mới chẳng luôn ban bọc đông ca sạc xa tăng kịch nạc vật chia lại kịch nạc lục chia lại đảm bây giờ càng nghe thuê nẹ khác quả mà chi nẹ rút một tổ tục nẹ khác quả mà chi nẹ lụa đồ hay dương khơi thả dù vị chân là khăn ông vị say sẽ phải cách ra bọc con quả chế chân này bật đập nơi mục rồi bọc quả dương mơ xong bay nẹ lụa mam của chén cai chân này mam bắt quả đồng bệnh ai tệ để chân nâng châu chật nẹ lụa bay và ốc dù mà chân mà chẳng nốn quả đi một quả chân lấy hay quả mà lụa bay và ốc cam đập chật chạm khơi quả chế cai chân này lập tập hâu bắt quả mà đàm bay ai tệ để chân nâng con trở con tay dương xa xa đai rồi tha thịt bao bằng dương ập bàn con trở từ đó ca cai chân này là bao dương của chân bao dương thì từ đó ca rớt hơn là bao dương của chân bao dương thì đối chứ này, ngay đi, nông tình viên dù được chung ăn rãi chiếc nông niêm, đầm nang ai cam mà có nông đi say xếp tới cách ra của con dưỡng sân à xong đó tôi từ đó đã tha thịt bào tí mùi xong ai cấp cu từ đó ca rớt hơn ca chứ ngay vật đất rồi bao dù về chân tăng cực đi say để có thông phương bằng hai sân à đây chân xong ai rớt tha thịt bào nhưng chất tức đã tôi có sân à đây là bao tù gọt tí mùi tí pi xóm ai ra tha thịt bao bằng cách nâng cô mà dù bay một lập bò nâng ca nghe nâng ở ban chấp rõ ha nâng tụi xong là giá bay chân năm mà hơi nâng nông bởi riêng con là bởi riêng bay chân năm hơi tại cô mà dù bay nâng ập chân hình à lấy nâng ngay nếu dân mình chọn ban trâm cơ mà dù bay ấy thì dân chọn ai miên chấp áp sẽ đây bi một lập bò nâng ca nghe tụi cô mà dù bay thiệt cho đơn dương mơ mà xây bàn ăn ở vọt đi hay dân bởi bạc bằng ca chỉ một đơn nhà ăn ở vọt bà sân chỉ ra tha thịt bao tranh chấp áp sẽ đây pi một cái bao nâng ca nghĩa đối với tây Việt Nam dương nghe xưa là khả năng ca chỉ một nhà ra tha thịt bao ăn là quát cho bạc này tuy vậy dương tiêm tê ai ra tha thịt bao nâng ăn là quát nơi rọ bọt sân tệ sóc sẵn cung cả nàng này dây pi rọ bọt sân sẵn cung nâng tha được dự bị chân đế dùng bây giờ chắc chắn mà chỉ nốn có bạc toàn sqoa phong được mây xâm rạp tình cảm để chia con tay dia mình đang may sự ra tha thịt bao thì ra tha thịt bao miên thay ca cho từ sáng tinh quan đập môi bị quan đập pram này dây âm pi ra bao con được sọc sẵn cung chẳng dương sna sâm ai ạ nó quạt thong quay cơ này vô bay nó nâng cả cả đó vừa cơ này vô bay hết ập ao bị chia của ra bàn đăng thế dây pi ca pi dù bị chân này dây âm pi dù bị chân đã ập ca nghe thưa nó này dây pi prach nô sầm ra dù bị chân đại quan miên ca nghe thưa nơi không cơ này vô bay nó miên từng on tại dương sna bay miên là lên không cả đó chẳng sâm ai ạ nó quạt tang cơ này vô bay tang chợ đáp đây pi ra bao con được sọc sẵn cung sầm ra ប្រជាជនខ្មែរទូទៅទាំងអស់បាទសូមអរគុណទិវាយុវជនអន្តរជាតិខួប luôn là nông sản công dân miền thiết bay sầm khăn để dân sản ra cho sản đặc biệt này cứ ti mũi cứ là nông sản công dân kết âm pi tăng hà xét thực cách cứ kết từ đó thoát từ do bằng chút của chúng tôi tới ti pi dân kết âm pi vắt tập phơi rồi bằng tập tế kết âm pi cả lớp công phu vắt tập phơi rồi bằng chút của chúng ở quạt kết cũ ở quạt kết chế thế này âm pi vắt tập phơi rồi bằng luôn tai vì vắt đàn là hai hai miền tăng hà cắt ra đây sao cần rap chủ chốt sắp ngày hai tỷ bảy cứ bảy hà nội vô bài liên lệ hà bảy hà chẳng bay đi chẳng hà xe được cách bảy hà qua từ thua nên bảy hà vô bài chỉ bảy hà mua để giúp một chút nó không có thể cam chỉ trao để kết trao để bị cha là hai quay rồi hai phải giao chẳng anh đi chẳng bay ai ban thọ đã phục quát nên có thể chiến thắng đại hai đó hai đi thắng đại vẫn đang dùng chung cam chỉ xã chip xã hiệp ca nghe ca một chia xã con xê tiếp để miền xa luôn chuẩn luôn đắp thông thống đầm bay lớp ra đầm bay ở đó sập kia có xuống ập rung nơi có xuống ca nghe
ដែលជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងបីនេះគិតគូរអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនសារទី1ដែលលើកបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិរបស់យុវជនគឺភាពអត់ការងារធ្វើដែលជាសាររបស់យើងដាក់នៅក្នុងបដាខាងក្រោយភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនពេលរៀនចប់មានន័យថាពួកគាត់រៀនចប់ហើយអត់ទទួលបានការងារសមរម្យមានប្រាក់ខែមិនបានសមរម្យទី2គឺការបង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់យុវជនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាពួកគាត់មិនទាន់បានលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏ការងារសម្រាប់ពួកគាត់ទេធ្វើពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើផលប្រយោជន៍និងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគាត់នៅប្រទេសខាងក្រៅបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងមានន័យថាថ្លៃខ្ពស់កម្រិតឬថ្លៃហួសប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើឲ្យយុវជនដែលគាត់ចង់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលចង់ធ្វើការសិក្សាបន្តនៅប្រទេសក្រៅឬក៏ចង់ទៅលំហែកាយឬក៏ចង់ធ្វើការងារមួយចំនួនទៀតគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនដែលធ្វើពួកគាត់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគាត់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាកិច្ចសន្យាថ្លៃដែលជាបញ្ហាដែលយុវជនកំពុងតែជួបប្រទះពេលគាត់ធ្វើការងារក៏ពីរៀបចប់ធ្វើក៏ពីគាត់អត់មានការងារហើយគាត់ចូលធ្វើការងារទៀតមានថាការធ្វើកិច្ចសន្យាថ្លៃជួបប្រជុំនៅពួកគាត់ដែលជាបញ្ហាធំសម្រាប់កង្វល់នៃបញ្ហាយុវជនគឺគាត់ជួបប្រទះបាទអូខេសាស្ត្រសង្ខេបឯក្រុមការងារឬក៏បងរានឹងជជែកបន្តថាតើយើងទាមទារអ្វីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណគ្រប់គ្រងមានកម្លាំងមួយហើយគ្រប់គ្រងឲ្យដល់បាត់ប្រព័ន្ធគេចាប់តាំងរៀបអប123រូបមានសម្លេងញយច្រើនហើយគ្រប់គ្រងឲ្យដល់របងចេញជាបញ្ញាបាទអរគុណហើយសូមជូនដោយសារតែក្រុមយុវជនគាត់ដាក់ញត្តិថ្មីពុំមានការចេញមកទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់នៅខាងមុខរដ្ឋសភាទើបយុវជនមានការមិនពេញចិត្តនឹងសូមឲ្យរុះរបងនៅខាងមុខរដ្ឋសភានេះចេញហើយនៅក្នុងនោះអាយដាមញើចម្រើនតាជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគ្រប់គ្រងយុវជនក្នុងការឲ្យរើរបងនេះនៅខាងមុខរដ្ឋសភានេះចេញបាទសូមមកជួយឡាញអសារវីដេអូនេះបានចានពីក្រុមការងារឲ្យលើកធានាហត់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ